Chào các bác, em vừa về được một cặp loa siêu phẩm của Serwin Vega. Cặp này thì mới chỉ thiếu hộp xốp các bác nhé. Cặp loa Serwin Vega DX5, một cặp loa siêu phẩm của hãng Serwin Vega của Mỹ các bác nhé. Cặp này về thì rất là đẹp, có thể nói là mới chỉ có thiếu cái hộp xốp thôi. Mới chỉ thiếu cái hộp xốp thì gọi là loa bán mới được các bác nhé. Cặp này thì cao 90, rộng 38 và sâu 30. Cặp này sử dụng bát 30cm gân đỏ, loa chung 15cm và loa chép còi rất là gấu. Vỏ vân vũ của nó thì đẹp tuyệt vời. Serwin Vega DX5, cặp loa rất là khủng của hãng Serwin Vega. Cặp này các bác có thể chơi đa thể loại nhạc các bác nhé. Nghe nhạc, xem phim, hát hò nó đều đáp ứng được tất. Một cái cặp loa khá hiếm của hãng Serwin Vega, nó có DX3, DX5 và DX9 và rất là hay, rất là khủng. Cặp này về thì bên em đẹp, bao đẹp xuất sắc và bao zin. Hiếm có một cái cặp này Serwin Vega là về mới được như cái cặp mà DX5 này các bác nhá, quá là mới luôn, rất là mới luôn. Mời các bác xem cặp này về rất là mới, quá là mới luôn ạ. Đó. Như các bác đã thấy thì trong một vài những năm gần đây, Serwin Vega nổi lên như một hiện tượng bởi khả năng chơi đa thể loại nhạc và dễ phối ghép âm ly, cũng như là bày biện phòng nghe rất là này đẹp. Bên em thì đợt này về được lô Serwin và được một số đôi, xin giới thiệu các bác dần dần. Serwin Vega D5, đôi này là DX5, đẹp xuất sắc. Bên em bán với giá 16.500.000 đồng, giá rất là tốt luôn các bác nhé. 16.500.000 đồng mà có ship toàn quốc cho các bác, giá không bao gồm phí ship các bác nhé. Mời các bác nghe một chút rồi. Chất âm rất là hay. Giới thiệu nhiều với các bác nhé, rất là nhiều bác biết cái chất âm của nó rồi. Em chỉ nói đến cái mức giá rất là tốt, 16.500.000 đồng, cặp đẹp xuất sắc và bao zin toàn tập cho các bác. Và thì đẹp hết ý luôn ạ, hết đẹp không có điểm chê luôn. Sao nó có thể mới như thế này được, về từ Mỹ các bác nhé. 16.500.000 đồng, bác nào thì có nhu cầu thì gọi ngay cho em, số máy của em 098 358 6968 ạ. Em sẽ ship hàng toàn quốc cho các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chào các bác.